Xóm Sừng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có lịch sử hơn 500 năm. Đây là nơi sinh sống của hơn 400 người dân, đồng bào dân tộc Dao Tiền. Cùng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, nơi đây còn lưu giữ được những nét văn hóa độc đáo, có thể kể đến là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Dao Tiền. Du khách đến đây sẽ được các chị em trong nhóm hướng dẫn trải nghiệm các bước từ nhuộm vải, in sáp ong, cách thêu dệt nên một sản phẩm để du khách làm quà lưu niệm. Với ngành học của tôi thì là học về thời trang, thì là chúng tôi muốn có một đi đến tìm được kiểu cái cội nguồn hoặc là cái hoạt động thực tế của người dân ở đây về các hoạt động nhuộm hay là hoạt động dệt vải, và đến hiện tại thì là tất cả mọi thứ, tất cả trải nghiệm đều rất là tốt. Những năm qua, một số hộ gia đình ở bản Sưng, xã Cao Sơn còn khôi phục được nghề làm giấy gió, phục vụ sinh hoạt truyền thống của cộng đồng và tạo nên một sản phẩm được nhiều du khách rất yêu thích khi đến với bản Sưng, góp phần tạo công ăn, việc làm, tăng thêm thu nhập cho bà con. Cái ngành giấy gió này là một cái ngành nghề gọi là truyền thống của người Dao, thì bây giờ mới lại bắt đầu làm lại thì bây giờ mình làm thì nó chất liệu của nó cũng là cái gió thôi, nhưng mà mình sẽ làm nó có thể là có giá trị hơn trong các cái tờ giấy, trong một tờ giấy nó sẽ giá trị cao hơn ngày xưa. Và đây là cũng là một cái nghề để mà làm vừa thêm cái thu nhập cho bà con và vừa là phục vụ cho du lịch. Trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nghề làm giấy gió bị mai một. Một số bà con nơi đây vẫn duy trì trồng cây gió, rồi bán nguyên liệu thô. Sản phẩm thu hoạch thô, mỗi kg chỉ thu được 15.000 đồng. Du lịch phát triển, nghề truyền thống được phục dựng. Du khách đến với bản Dao được trực tiếp trải nghiệm nghề truyền thống. Từ nguyên liệu thô tới thành phẩm, giờ đây mỗi kg nguyên liệu thô có thể cho ra vài chục, thậm chí là hàng trăm tờ giấy gió thành phẩm. Tùy theo kích thước, với giá bán dao động từ 15.000 đến 40.000 đồng một tờ. Qua đó, không chỉ du khách được trải nghiệm, tìm hiểu về cách thức làm ra giấy gió, phục vụ đời sống văn hóa, mà còn góp phần nâng cao thu nhập của bà con. Nghề truyền thống của cha ông được khôi phục, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao Tiền được bảo tồn và phát huy.